Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách ClamArot nhận được một đồng token GPI. Một số thông tin về đồng token này: số tổ công phát hành là 5 triệu, đã có 60 tài khoản holder, đã phát sinh 128 lượt giao dịch nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website ClamArot.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo 20 chữ trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng những nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chung Lightning của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình, ký hiệu GPI số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website ClamArot.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn quay xuống phần bên dưới này và bạn nhấp vào đây. Làm nào thì chương trình Underdrop và sẽ kết thúc vào 76 ngày nữa. Rồi, ở đây các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0,05 BNB mua đồng token này để hỗ trợ chữ lâu dài nhé. Rồi, các bạn cần làm các bạn nhấp vào này, cần làm một GPI. Đó, yêu cầu kết nối ví của bạn, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví gà là 0,000605 BNB, bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website ClamArot.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể vào đây đăng ký lên sàn Binance này để hưởng 20% phí giao dịch hiện đại. Nhiều sàn nổi tiếng khác bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bạn lưu ý là cột bên cạnh phía phải là những cái dự án Android đặc biệt sắp kết thúc ngày, những ngày gần nhất được xếp lên trên. Các bạn vào đây để giả lại xem những cái dự án nào bạn chưa tham gia thì tham gia nhé. Bằng cách là nhận copy contract và dán sao ví vào của bạn và nhấp vào nhận token để mở ra web mới để các bạn claim nhé, nhận token. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được một đồng token GPI. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.